Shop nhao.vn Acli Quân giá rẻ chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động chỉ có tại shopbanhao.vn. shopbanhao.vn. Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Whip. Mình sẽ đi đường Lan AD nha các bạn, với trang phục cực kỳ đẹp của vị tướng Whip luôn, đó chính là trang phục ếch nhồi bông. Trời ơi, bông xanh, bông trắng, bông đen, bông vàng. Bây giờ là mình làm bông da cam nha các bạn. Với cái trang phục gọi là rất là đẹp này thì hy vọng trận đấu ngày hôm nay sẽ khiến cho cái định mệnh nhà nó chơ. Mới vào đã ho là ho nào nhở, vớ vẩn. Rồi thì hy vọng ngày hôm nay mình sẽ khiến cho trận đấu trở lên sinh động với cái trang phục ếch nhồi bông này. Ui hồ ôi, tem mình và tem bạn không có ai có trang phục gọi là đẹp. Ô nhầm à, á thu tem mình nó cũng trang phục đẹp đây, nhưng mà sao mà lè lẹt bằng mình được. Mình là trang phục lè lẹt các bạn ạ. Tem mình hôm nay có Bét Lau Rìa, Vũ Kiếm Sư, Bét Valentino, tem bạn thì có Bét Du Béo kìa. Wow, Bét Slimushi luôn hả? Căng ạ, trận này có vẻ căng đấy các bạn. Các bạn đang xem clip của mình, đăng ký kênh và like ủng hộ giúp mình với nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình. Chúc cho tất cả các bạn xem clip của mình thật là mạnh khỏe và cố gắng giữ sức khỏe, đừng để bị cảm như mình nha. Cố lên, anh em hãy mạnh mẽ cố lên. Wow, idol hả? Oh my god. Mới vào thôi mà bạn gọi là Slim Musin tem bạn nó đã phát hiện ra rồi à. Hello cưng nha. Trời ơi, có gì cưng tha idol giùm cái nha. Đừng có đánh thi mọi idol là chết luôn à. Tem bạn toàn hả? Mới vào thì ba zoom tem bạn nó đã gọi là hăm dọa rồi là thế nào nhở? Bạn lại cứ coi thường mình. Mình sẽ lên trang bị cho nó gửi sấm sét nha. Slim tem bạn nó chào mình kìa. Ôi đúng rồi, fan cứng này các bạn ơi. Gặp fan cứng này các bạn ơi. Hello cưng cưng. Wow, wow. Trời ơi, lao xa dữ vậy. Wow, 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 wow. Trời ơi, anh ấy thua anh. Cái định mạnh nó chưa đá ho, nó còn cớ. Mày cứ phải làm người ta vớ ba thế vẩn thế nhờ. Ai để ý hả? À, thêm bạn đang hỏi là ai là gọi là idol đấy các bạn. Chắc các bạn ấy kêu là AD là mình đó. Đang nói mình đó. Gặp fan cứng rồi. Đấy các bạn thấy không? Trời, gặp fan cứng một phát thôi. Gặp phát là người ta hello idol liền. Chứ không có giống như gọi là nhiều người phát. Họ không phải fan cứng, họ cứ bảo à, anh hảo hả, anh hảo thật, anh hảo fake. Trời ơi, nhìn cái tên là người ta biết gọi là fan cứng, nhìn phát biết liền. Đấy, Slim Musin ra bên kia, fan cứng của mình đấy các bạn. Hello cùng cương nha. Ôi giời ơi. Sao, hãy cho mình cảm giác coi lần đầu. Ủa, lần đầu được gặp gọi là anh hảo trong trận thì bạn là cảm giác như thế nào? Sau khi mà chắc bạn ấy đang xem clip của mình đấy các bạn. Ô, phóng ghê nhờ. Đáng sợ đấy, không phải dạng vừa đâu các bạn ơi. Trời, chết ạ. What the hell me, mấy cái thằng khốn nạn. Chạy đây, đi tóc vỏ tóc biển thế này thì chết em rồi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi. Trời ơi, em tóc biển rồi mà thoát khỏi cái. Không được các bạn ạ, tránh vỏ dưa. Ủa, ôi, đang xì thêm bạn kìa. Support ơi, lên găng tay hải thần đi bạn ơi. Sao kì ấy nhở, sao đậu xanh đau cổ thế không biết nữa chứ. Thật sự là rất là khó chịu luôn. Nếu các bạn xem clip của mình mà thấy khó chịu thì thông cảm cho mình với nha. Tại vì hiện tại mình đang bị cảm, nói chung là cũng mấy ngày nay rồi. Mình cũng đang cố gắng lắm luôn, nhưng mà ngày nào mình cũng phải làm clip đâm ra thì như các bạn biết rồi đấy, cứ gọi là làm clip hoài, nói hoài đâm ra âm thanh của mình nó kiểu như là nó rất là lâu khỏi. Nếu như mình gọi là im lặng trong vòng gọi là 3-4 ngày thì nó sẽ nhanh khỏi hơn. Nhưng mà không các bạn ạ, ngày nào clip vẫn đều 4 cái, ít lộn 3 cái live stream các thứ kiểu qua điểu đâm ra thì nó hơi bị thốn một tí. Hy vọng các bạn thông cảm giúp mình. Úi giời ơi, nhiều bạn bảo là sao anh bị ốm mà anh không nghỉ ngơi đi, nhưng mà mình cảm thấy nghỉ ngơi đối với mình nó là một cái điều mà mình rất là khó chịu. Mình thích làm việc cơ các bạn ạ, chứ mình bị mệt thì mệt, nhưng mà mình nằm một xíu là mình phải cố gắng mà làm clip cho các bạn xem, chứ không các bạn nhớ mình thì sao, đúng không? Wow, ba zoom, anh ba zoom. Hư nè, ba zoom nè. Này thì toang. Đợt này là tem bạn toang thì có ấy chứ. Một kill rồi các bạn. 1-1-1, 3-1 luôn. Lấy trụ luôn, tem bạn không có ai đâu. Ăn trụ luôn. Lạnh lùng vô cảm các bạn ơi. Một cái trụ ở đường dưới, tuyệt vời. Hay lắm, tốt lắm. Mình sẽ lên cho nó đôi giày thép. Giày này là cái đôi giày mà mình gọi là lên khi mà mình mới cấp 3, cấp 4 là mình lên được rồi các bạn. Đó khiến cho mình chạy nhanh nhỉ. Oh my god, một cái pha trừng trị đến từ vị tướng Fenix em mình quá hay các bạn ạ. Bạn đã ăn được cái con bùa xanh rồi, hay lắm. Hay lắm. Yo.
từ 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 bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Bạn bạn có bùa rồi đúng không? Bây giờ bạn có thể nhường mình bùa được không? Nhường mình bùa nha. Nhường nha, nhường nha, nhường nha. Tại vì cái con Phoenix em mình ấy, bạn ấy vừa mới ăn xong cái con bùa xanh em bạn. Ồ, bạn ấy nhường bùa luôn kìa. Yeah, come on baby, cảm ơn bạn nhiều. Thank you. Chào vào đây, lao 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 vào đây. Cái trang phục của vị tướng Whip anh người bông này nó có cái hiệu ứng kỹ năng với cả hiệu ứng hình ảnh rất là đẹp luôn các bạn. Màu sắc rất là sặc sỡ mà nhìn nó rất là phê luôn. Chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn anh ơi, bổ thi vợ luôn. Đúng rồi, tuyệt vời. Hay lắm, hấp dẫn lắm. Hy vọng sẽ đem cho cả các bạn đang xem clip của mình một trận đấu là mãn nhãn. Úi giời, úi giời, úi giời. Ô, Daxi, Daxi, Daxi. Trời ơi, không biết anh A Thu anh có lên cái găng tay gọi là ấy không đây nữa, găng tay hải thần không nữa. Không có, tí nữa Daxi nó làm bụp phát là mình chết luôn ấy. Daxi nó mạnh lắm. Mạnh nhất là cái chiêu 2 của nó ấy các bạn. Động xanh nó khó chịu vãi trưởng luôn. Dính một phát cộng chiêu cuối chiêu 2 một cái là toi như là soi xong luôn. Chưa kể trong cái trường hợp nó lao vào nó kích hoạt chiêu 1 nó bắn cái chịt. Ôi trời, lại vỡ mồm cháy sơm luôn ấy. Ôi 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 ôi. Wow, hãy xem ta đây. Bùm chiêu, bùm chiêu, bùm chiêu, bùm chiêu. Oh my god, mình là người bắn chưa mà rất nhiều sát thương. Dù béo, dù béo ơi. Anh dù béo ơi, anh dù béo ơi, anh dù béo ơi. Wow, wow, ôi trời ơi, 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 trời ơi. Cứu, 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 cứu mình với các bạn ơi. Ôi, Slim ơi, idol mà, idol mà. Đừng có đánh idol nữa. Wow, 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 wow. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, tha cho idol đi chứ. Trời, chơi cái gì mà chơi. Ôi ôi, thấy idol mà đánh thiếu ngoài idol như thế mà coi được à. Chết tôi rồi, chết tôi rồi. Phanh cứng quá đè tôi, nó hiếp dâm tôi kìa các bạn. Trời ơi, phanh đứng cứng gì kỳ quá vậy. Các bạn thấy không? Phải gặp những cái người mà họ không phải phanh cứng của mình ấy các bạn. Là mấy bạn ấy vào là anh Hảo thật hay fake vậy. Thấy được không? Họ cứ comment như vậy. Còn đây các bạn này bạn không, bạn phải chắc thẳng mặt luôn. Ôi, idol luôn. Hôm nay gặp được phanh cứng ra. Hôm nay được màn so tài với... Ôi, chết, 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 chết. Được màn so tài với cả phân cứng luôn. Mình AD, bạn ấy cũng AD luôn. Ui ồ, ui ồ, ui ồ, ui ồ, ui ồ, ui dồi ôi. Rồi xong, một cái pha xử lý 2v2. Nhưng mà đồng đội theo mình nó hay quá đâm ra. Slim và Daxi theo bạn không có đường mà về các bạn ạ. Mình hiện tại giết 5, chết 1 và hỗ trợ 4 rồi. Các bạn bình tĩnh ơi. Chiêu 2 nè, chuẩn xác quá đến từ Weeb ơi. Quá hay đúng không các bạn? Lấy luôn cái trụ đường giữa này. Cái trụ đường giữa mất chắc rồi. Chắc chắn là phải mất luôn. Ok con dê. Tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ lao lên và sơi luôn cái con bùa nhỏ này nha. Ăn rừng các bạn luôn nha. Nói chung là khi nào mà chơi game mà lâu lắm vẫn gặp hello fan cứng. Hello baby. Ui giời, bắn cho mấy bạn fan cứng vậy. Teo đứt luôn bạn ấy chảy whip còn khua luôn các bạn. Bắn tiêu đứt luôn á, bắn cho bỏ xác chạy lấy người luôn. Khiếp. Mình có vẻ mình thấy hơi ác à. Ô sao phân cứng này chọc một đi ra ý lộn mà phóng một đi ra như là thế nào. Chết rồi, chết nè, hư nè, hư nè, phân cứng hư nè. Hồi nãy rồi ăn idol này hư quá. Wow, anh dù béo ai à, trời 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 trời, mình cứu mình với các bạn ơi, cứu mình với cái thằng dù béo nó rồi xơi mình kìa. Ôi may quá, xem nó chết các bạn ạ, còn tí máu. Cái định mệnh nó lao vào mình như một vị thần ấy, hết máu rồi, mình không thể nào mà hỗ trợ với đồng đội được. Xin lỗi các bạn nha. Mình sẽ cố gắng ăn cái con quái này để nó hồi máu gái, xong rồi mình sẽ quay lại sơi tụi nó nè. Tại nào? Tại nào? Đây đây đây. Đâu? Slim Muzin, vô đây. Solo với mình nào. Solo với cả fan thế này, căng rồi, fan cứng đấy. Hôm qua thì mình có làm cái clip kia mà kêu là cái tên của mình không ai gọi là đặt được, mà thấy mấy bạn kia bạn ấy kêu là em đặt tên là ghi của anh xong rồi anh em làm mấy cái ký tự ẩn ở đằng sau là ok được cái tên y chang anh luôn. Ôi vãi cả lúa, thế là lại có anh Hảo fake à. Anh Hảo fake chắc là nhiều lắm nhỉ. Các bạn có khi nào gặp anh Hảo fake không? Mình thì cũng chẳng biết đó là Phật thật hay giả nữa, nhưng mà mình thấy chắc là khá là nhiều bạn gặp anh Hảo fake đấy. Thấy nhiều bạn hay vào chửi này chửi kia. Thì chắc là mình nghĩ gặp fake nhiều các bạn ạ. Chắc là có chứ. Tại vì cái tên của mình là mình không có đổi tên, mình cứ để một tên thôi. Vì thế các bạn muốn fake mình là fake thôi à. Muốn đặt tên giả mạo giống như mình là thôi, chứ không có gì khó cả. Hôm trước thì có một cái bạn kia, bạn cũng gặp cái nick em phê quá. Mà nó không khác cái gì tên mình luôn các bạn. Nó đúng từ đầu đến cuối luôn, nó không khác một tẹo 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 nào luôn. Mình bảo đó không phải là mình. Nhưng mà bạn ấy cho mình xem cái hình ảnh, mình nghĩ rằng nó sai một tí tí ấy. Nhưng mà thật sự ra nó không sai tí nào.
nó đúng từ A cho đến Z luôn. Quá ghê. Rồi xong tem bạn sau đồng đội mình cho mình lại ăn cái con tà thần pha đấy nhở. Pha đấy đồng đội mình nó không ăn tà thần tại vì không có AD mà. Mình đang đẩy lan ăn rồng ở đường dưới. Chết rồi, ăn hành ngập mồm rồi. Ăn hành lòi mồm rồi. Và cái quan trọng nhất là bây giờ ấy, đồng đội mình nó không đánh các bạn ạ. Tem mình thiếu người. Florentino AFK rồi. Mình thấy hồi nãy bạn ấy AFK rồi mà, tem mình có ăn tà thần chi. Rồi xong. Oh my god, Phoenix một phát chết luôn kìa các bạn. Quá ghê. Tộc biến mà chạy ngay thôi các bạn ơi. Tộc biến mà chạy ngay thôi. Tem bạn đông quá đông rồi, mình không thể nào làm được cái gì rồi, mình sẽ chạy qua. Ây da. Bị Slim tem bạn nó bắn cho đau quá. Tem mình chỉ có 4 người thôi các bạn ơi. 4 người thôi. Chết nè, hư nè. Làm đây này mà kiếm ăn nào. Con này thì nó AFK rồi. Như vậy là trận đấu ngày hôm nay sẽ là trận đấu cuộc chiến 4v5 cực kỳ căng thẳng. Mình sẽ lên cho nó cái cung tà ma. Ông mà thôi, đừng lên cung tà ma các bạn. Có kiếm phân nia, mình sẽ lên xung chuyên phá đi. Xung chuyên phá đi các bạn, khỏi lên cung tà ma nhá. À, tem nó biết cho mình yếu thiếu người sao, nó dồn nên nó ép ghê quá. Florentino ra được kìa, mà không biết bạn này là robot hay là người đây. Hay là ông nào đang cho đi theo tôi đây, hình như là Phoenix nó đi cho đi theo tôi hay sao á. Đúng rồi. Phoenix tem mình nó cho đi theo tôi rồi kìa các bạn. Như vậy là Florentino chỉ là một con bot thôi. Các bạn đừng đánh nhau nữa, các bạn ơi. Ôi, kêu tớ vỡ, nó ăn tớ kìa các bạn ơi. Mày hả bưởi, này thì xạo với chúng tớ này. Lao lên mình đẩy trụ luôn nha, mình đẩy lính lên luôn. Wow, chơi nó đi, ăn thu bổ đó, bổ tung đít đó, mình sẽ tới hỗ trợ bạn đây. Mày hư nè. Ây da, không có đủ mana các bạn ơi, không mình ăn gì được hết trơn á. Hiện tại tay mình chết hết trơn luôn rồi. À khổ thế. Không sao, vẫn còn mình. Mình lo được các bạn. Yên tâm, mình lo gánh tem này. Chắc có lẽ là sẽ được thôi, không sao hết. Wow, là gì tem bạn nó sách kia kìa. Tem mình không có ai lên găng tay hải thần hết trơn đấy các bạn. Bị tưởng Athu tem mình, bạn ấy không lên găng tay hải thần luôn. Hôm trước mình chơi con tưởng Athu đi support nó bá đạo vãi lùa luôn ý. Thế mà đồng đội tem mình trận này bạn ấy không chịu lên găng tay hải thần kìa. Athu lên găng tay hải thần hoặc là lên lệnh bài phong thần cũng được mà. Mạnh vãi trưởng luôn ý chứ. Cái căn bản đây là đồng đội mình nó đánh kiểu kiểu gọi là không đánh theo tem các bạn ạ. Đánh cá nhân nhiều quá, đập vào luôn anh Athu, anh còn chạy này kia là đúng rồi, bổ đấy. Hư nè. Chết nè. Rồi xong, Daisy các bạn đã bị nằm xuống. Một cái pha xử lý quá nhanh. Chết nè. Hay quá, 4-5 các bạn ơi. 4-5 tuyệt vời. Cố gắng lật cái kèo coi. Dạo gần đây là mình khá là hiếm thấy cái tình trạng AFK đấy. Trước đây là mình gặp liên tục luôn, nhưng bây giờ hiếm cực các bạn ạ. Lâu lắm mới có một trận này tem mình nó AFK ấy. Chứ thường ngày là mình chơi 10 trận là cả 10 trận tem 5v5 thôi, chỉ có phá game chứ không có AFK kiểu như là wow, anh du béo, hu nè du béo. Ôi, wow, vô đây. Ây à, thả ta ra. What the hell me. Ôi dồi ôi. Bịt điếu thì đỡ được các bạn ạ. À, cái chiêu 2 của con Daisy nó mạnh vãi cả lèo ra luôn. Nó bịt một cái là teo luôn. Cố lên. Phoenix đang tấn công. Ủa, bị trôn rồi. Bị trôn sống rồi. Phoenix làm gì đây? Không, bạn ấy đã lao thẳng vào và tấn công cái chiêu cuối. Lao vào về tướng Bazoom. Nhưng mà bạn ấy đã bắn một người khác. Đó chính là Azenka. Azenka đã nằm xuống. Tiếp tục đó chính là một cái pha gọi là đi theo đít. Đi từ vị tướng Florentino. Cái định mệnh nó AFK. Nó cứ đi theo đít thế này. Chết rồi, hy vọng bạn ấy sẽ sớm vào kịp. Chứ 4-5 là khả năng thắng là khó lắm. Nó đi theo lead con Phoenix đi các bạn. Phoenix chơi một cái là nó thôi à. Thấy không? Ô, nó ra rồi kìa. Hello, online chưa? Bye. Ừ. Nó sẽ đi theo lead tôi nữa hả? Thôi, không cần theo lead tôi đâu. Khó quá. Rồi anh Athu, anh đang ở đường trên, anh ấy 1-2 rồi, bị hai thằng nó đánh chột mắt rồi. Người ta gọi là 1-2, bây giờ là 2-1 rồi các bạn. Du béo. Florentino nó vào game rồi các bạn. Florentino là người đánh rồi đó. Không còn là boss ở đâu.
Wow, trời ơi, hay quá. Cứu mình với, Forest ơi. Cứu mình với bạn ơi. Cứu mình với. Chạy đâu, đừng có thế mà. Wow, né được cái chưa ơi. Quay lại bắn luôn, dồn sát thương luôn. Dồn không đúng người luôn. Salim, nằm xuống mà mình cũng nằm xuống các bạn ạ. Trời ơi, cái pha đấy nó dồn mục tiêu vào cái con Salim là ngon rồi. Mình chọn cái máu thấp nhất đấy các bạn. Mình chọn cái máu thấp nhất thì nó sẽ chọn vào cái con tướng Bazoom. Tại Bazoom nó ít máu hơn Salim. Trời ơi, tiếc ghê luôn á. Đó, pha đấy nó vào rồi. Vào rồi, biết ngay là mất mạng mà. Mình đợi bạn nào vào từ nãy giờ đấy chứ bạn phế như con dế kìa. Không biết tí bạn có chơi được không chứ. Đã phế rồi khó chơi cực các bạn ạ. Máu thấp nhất là nó đánh cái con gần nhất các bạn ạ. Máu thấp nhất nó chọn mục tiêu của nó là máu thấp nhất. Hồi nãy Bazoom nó nhiều máu ít máu hơn đấy con Slim. Chứ nếu mà mình dồn sát thương vào Slim hoặc Azenka là nó chết ngay. Không dồn được các bạn ơi. Khó cho mình quá. Giờ mà support vào lên găng tay là ngon luôn đấy. A thu ấy chỉ cần lên găng tay thôi là tuyệt vời luôn. Mình chỉ sợ mỗi cái con này Dancy thêm bạn thôi. Dòng Foren. Dòng bạn ơi. Ăn dòng một mình được nha các bạn. Sẽ có quyền năng. Ui dồi, cái thằng ba dúng kia nó ra đây thế này làm sao mà bắn được bây giờ. Trời ơi, nó nhìn mình kìa. Vào đi ba dúng. Vào đánh dòng đi bạn. Bạn tanh cho mình chiếu. Thì mình bạn níu ăn luôn à. Không ăn thịt thôi. Kìa, chơi tụi nó đi. Wow, thịt nó đông quá đi. Hãy xem ta đây. Chết mẹ, bùm chiêu. Bay vào đây, Dancy, mà kiếm chuối này. Bay vào đây. Trời ơi. Không có ai bảo kê tôi hết. Không bắn được các bạn ạ. Biết thế mình lùi về pha đấy, không lên lao lên làm gì. Cố lên, sau lên. Anh em ơi, cố lên. Đúng rồi, chích vào mông, đá vào má, sút vào người nó. Dancy các bạn nó danh rồi. Cố lên. Hay quá, tuyệt vời bạn ơi. Dòng. Quên con dòng, Phoenix nó đánh dòng nhanh mà các bạn. Trận đấu vô cùng căng thẳng và hấp dẫn các bạn. Nhiều bạn kêu là anh làm clip ngắn quá không vui. Còn nhiều bạn lại kêu là anh làm clip ngắn thôi nó mới gọi nhiều view. Ôi giời ơi, trận đấu của mình ý thì nó tùy theo trận đấu. Trận đấu nó nhanh thì là mình nhanh, mình thì nó ngắn. Còn trận đấu nó lâu thì nó dài thôi các bạn ơi. Hãy tận dụng gọi là tận hưởng đi khi mà cái trận đấu của nó diễn ra như nào thì nó theo lịch trình như vậy chứ mình có muốn cắt nó ngắn đâu. Mình thì mình rất là lười kiểu là chọn lọc clip các bạn. Mình chơi trận nào đa số mình cũng hết lên trận đấy. Trời ơi, làm clip vất vả lắm. Chứ nó có sướng ích gì đâu các bạn ơi. Vì thế các bạn ủng hộ mình bằng cách like, đăng ký kênh, comment để và chia sẻ để ủng hộ giúp mình với nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tuy gọi là mình trận nào mình cũng chơi trận nào mình úp lên trận đó nhưng mà đều một cái trận đó đều có một cái rất là nhiều thứ hay ho và thú vị mình úp chứ không phải là kiểu như là nó nhạt như nước ốc đâu. Có đâu. Ví dụ trận này là 4-5 này, nó thua sắp một lờ này, đấy, hay không? Hay mà đúng không? Nhưng mà thua hay không chưa biết đâu. Chưa biết đâu. Tốc biến đi từ vị tướng Wim. Vâng, một cái pha xử lý quá hay luôn. Bây giờ anh Bazoom mình đang tấn công mình đúng không? Anh mình sẽ lao vào, mình bật cái chiêu cuối xả skin vào mặt Azenka không chết mà chạy được nhưng mà đồng đội mình đã giết rồi. Bazoom bây giờ cũng không còn đường mà lui về, mình đã gọi là hạ gục rồi. Mình không phải là người hạ gục các bạn ạ, nhưng mà team mình đã hạ gục được hết tất cả rồi. Mình tưởng trận này thua cơ nhưng mà thật sự không phải. Đó chả những gì mà lý thuyết thôi các bạn. Thực hành nó khác với lý thuyết rất là nhiều luôn. Yeah, thắng rồi nè. Trời, các bạn thấy mình gánh team hay không? Trời ơi, 4-5 này. Trong cái đó là mình không có support đâu nha các bạn. Mình mà có support chuẩn một cái thôi đảm bảo các bạn nát bét luôn từ A đến Z luôn đấy các bạn. Support thì mình không có support thôi lại găng tay nó còn trả lên nữa kìa. Thôi kệ, không sao. Nói chung là như vậy cũng là thế này cũng là tạo một cái độ khó cho game. Nếu mà mình có support hay quá thì mình lại ăn nhiều mạng quá. Mà kiểu như là hủy diệt thì nó này, bớt sự hấp dẫn đi. Đúng không các bạn? Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều khi đã bỏ. Được cộng thêm tinh túy nha. Ghê nha. Đấy, AFK vẫn gọi là gánh tem loài mồm chứ. Nhưng mà trận này thắng các bạn, nên ra mình bỏ qua cho bạn ấy luôn. Không ấy nữa, không tố cáo đâu.
Cảm ơn tất cả các bạn. Ui dồi, đồng đội nó mời lại kìa. Đánh hay quá là chả mời. Bye bye mọi người.